chủ đề về cái việc mà đi khám bác sĩ mà ha. An appointment, một cái cuộc hẹn with the doctor, với bác sĩ. Good afternoon. Chào, chào buổi chiều đó. Community clinic là cái phòng khám cộng đồng. Sophia speaking. Sophia đang nghe máy đây đó. How can I help you? Tôi có thể giúp gì cho bạn? Hello, this is Paul Thomas. I'm calling. Tôi đang gọi điện nè. To make an appointment. Người ta hay dùng cái cụm make appointment để đặt một cuộc hẹn. To doctor, to see, để gặp Dr. Martin, để gặp bác sĩ Martin. It's about a check-up. Nó là về một cái việc kiểm tra thôi. Check-up là việc để kiểm tra thôi. Alright, được rồi. What day? Ngày nào mà would you like to come in? Bạn muốn come in là đến. Cái day này thực ra đúng là nó là cái thứ mà thôi. Còn cái date, giờ A tờ E đó, thì cái đó mới là ngày tháng. Đó là cái ngày, còn là cái thứ. Thursday or Friday, thứ năm hoặc thứ sáu would be okay, sẽ ổn. I'd prefer, tôi thì muốn là late afternoon, vào buổi chiều mà nó muộn muộn một chút. If you gave an opening, nếu như bạn vẫn còn mở cửa. Let me see, để tôi xem nào. Thursday is pretty full. Pretty là khá, thứ năm thì khá là full, là đông khách. How does 5:30 on Friday, thứ sáu, suit you, là phù hợp với bạn đó, cái suit này ha. Ý là 5:30 chiều thứ sáu thì có tiện cho bạn không, có phù hợp cho bạn không? Yes. 5:30 works for me. Cái chữ works là hiệu quả, là ổn mọi ha. Chữ works này cũng nhiều cách dịch. Works for me là hiệu quả. Ok, được. Thích hợp. Ổn với tôi. Alright, được vậy. I will put you down. Put down là xếp lịch mọi ha. And the name was, và tên là Paul Thomas. And it was for a check-up. Bạn đã cho một cái là về một cuộc kiểm tra. You said, bạn đã nói như vậy phải không? That's right, đúng rồi. Okay then Paul, vậy thì okay rồi Paul. We'll see you, chúng tôi sẽ gặp bạn on Friday, vào ngày thứ 6 vào lúc 5:30. Thanks a lot, cảm ơn nhiều. No problems, không có gì. Is there anything else? Câu này hay nói mọi ha. Anything, bất kỳ điều gì. Else là khác, có bất kỳ điều gì khác nữa. I can help you with, tôi có thể giúp bạn với cái điều đó không? Tức là đã nguyên câu như vậy mình có thể học thuộc luôn mọi ha. No thanks, không có gì. That will be it. It là tất cả, là như vậy đó. Đó là tất cả nó rồi đó. Goodbye now, goodbye. Vì bài này nó hơi ngắn nên mình sẽ thêm một cái phần là renting a car, đi thuê xe hơi mọi ha. Hello, I'd like to rent a car. Tôi muốn thuê một cái xe for a few days, một vài ngày, trong một vài ngày. Hello, do you have, bạn có your driver license, cái bằng lái xe with you, bạn có mang theo bằng lái không? Yes, I do, có. We have all kinds, chúng tôi có tất cả các loại of cars, xe hơi available, sẵn có đó. Sẵn có tất cả các loại xe hơi, from, từ small size, size nhỏ, đến SUV, là xe thể thao đa dụng. If you want, nếu như bạn muốn an economy car, một cái xe mà tiết kiệm cho mình, we have a nice hybrid. Chúng tôi có một cái xe hơi mà gọi là động cơ lai tạo, mà động cơ lai là hybrid. Is it four door? Four door, bốn cửa, bốn chỗ mà, nó có phải là bốn cửa không? Yeah, take a look, hãy đi xem thử nào. Well, it's little small, nó hơi nhỏ một chút. Do you have anything, có cái nào mà nó bigger, lớn hơn, and faster, và nhanh hơn không? We have a mid, size mid, là cái size vừa ha, size tầm trung. But a hybrid, nhưng mà cái xe mà động cơ lai tạo này is more economical, thì nó tiết kiệm hơn nhiều lắm. How about van, còn vậy thì xe tải, xe bán tải thì sao? I have a large family, tôi có một cái gia đình lớn á, gia đình nhiều người. Sure, we have van. Chúng tôi có. Cái xe bán tải is very roomy, nó rất là rộng rãi nè. It's the biggest, nó thì là cái xe bự nhất, and most expensive, và đắt nhất of the three, trong ba cái xe này. Cái phần này thì nó còn nữa, vì nó là dài quá, bỏ qua đây thì dài, nên mình tách thành bài bữa sau vậy ha. Mọi người theo dõi bài bữa sau để biết tiếp xem cái việc thuê xe này diễn ra như thế nào. Suit, cái này đầu tiên nhân từ có nghĩa là bộ đồ. Ví dụ a business suit, bộ đồ mà mình mặc khi mình đi làm trong cái kinh doanh. Ví dụ mình mặc vest thì mình mặc cái gì đó nó lịch sự nha. Phụ kiện, divorce suit. A divorce là ly hôn, cái phụ kiện ly hôn. Động từ nó có nghĩa là hợp với cái gì đó. Does this suit me, cái này nó có hợp với tôi không? Hoặc là tiện, tiện cho is when, người ta hay viết tắt như vậy là Wednesday, thứ tư, có tiện cho bạn hay không. Large, tính từ có nghĩa là to lớn. A large family, một cái gia đình lớn. Needs a large house, cần một cái ngôi nhà lớn. Hoặc là tự do, he is at large, còn anh ấy thì tự do. Cái nghĩa tự do này ít dùng ha, cái nghĩa to lớn là dùng nhiều nhất. Đầy đủ hơn chi tiết. Discretions, câu này, câu hỏi này is discussed, được thảo luận at large, ở đầy đủ các khía cạnh, đầy đủ chi tiết, đầy đủ các khía cạnh luôn. Rồi, bây giờ mọi người cùng nghe hội thoại nha. Afternoon, community clinic.
Sophia speaking. How can I help you? Hello, this is Paul Thomas. I'm calling to make an appointment to see Dr. Martin. It's about a checkup. All right, what day would you like to come in? Thursday or Friday would be okay, and I'd prefer late afternoon if you have an opening. Let me see. Thursday's pretty full. How does 5:30 on Friday suit you? Yes, 5:30 works for me. All right, I'll put you down. And the name was? Paul Thomas. And it was for a checkup, you said? That's right. Okay then, Paul. We'll see you on Friday at 5:30. Thanks a lot. No problem. Is there anything else I can help you with? No thanks. That'll be it. Goodbye now. Goodbye. Hello, I'd like to rent a car for a few days. Hello. Do you have your driver's license with you? Yes, I do. We have all kinds of cars available, from small size to SUVs. If you want an economy car, we have a nice hybrid. Is it a four-door? Yes, it is. Take a look. Well, it's a little small. Do you have anything bigger and faster? Well, we have a mid-size car, but the hybrid is more economical. How about a van? I have a large family. Sure, we have a van. It's very roomy. It's the biggest and most expensive of the three. Well, I'll take the van. How much is it? Và ngày hôm nay tạm thời kết thúc ở đây. Mình còn một phần nữa cho các phần sau nữa thì mọi người hãy theo dõi vào bài tiếp theo nha. Và mình xin chào mọi người.